Dạ. Dạ em biết rồi. Dạ dạ em đang làm mà sếp. Trời ơi, em nói thiệt là em đang làm. Dạ. Dạ em nộp quá liền. Dạ dạ. Chết rồi. Sao càng ngày nổi càng nhiều vậy trời. Giờ có cách nào không? Công ty về hết rồi mà ta. Còn có mình mà. Đâu có thấy ai đâu ta. À, hết hồn. Gì hết hồn? Tim ra ngoài luôn hả? Tôi nè, tôi nè. Trời đất ơi. Tôi lại. Trời ơi, trời ơi tôi đây nè. Chị. Trời ơi, cái gì này nè, cái gì vậy trời? Mày làm gì vậy? Làm hết hồn à. Có gì đâu hết hồn. Thử trong văn phòng mà không có ai, mọi người về hết rồi mà chị ăn bận vậy, chị sộc vô một cái hỏi hết hồn ơi. Tại em yếu bóng vía đó. Chắc là coi phim ma quá mà. Họ hỏi cái gì la lên ma. Ban ngày ban mặt trời nắng chang chang gì mà ma ở đâu mà ra? Ma cỏ ở đâu ra? Ma gì? Trời ơi, mà em biết không? Phải mặc như vậy mới được. Không mặc như vậy hả? Đi ra đường là bây giờ em ra đó, em ra coi coi. Nắng hả? Thành con heo quay luôn. Nóng muốn chết chứ đâu có sung sướng gì. Thôi giờ vô đây rồi cởi bớt ra đi cho mát. Ê hả? Chết rồi, sao cái mặt con bị gì vậy? Trời ơi, cái mặt nó bị thấy ghê vậy. Hả? Hả Yến? Trời ơi, sao vậy cưng? Chết em rồi chị ơi, giờ em đang lo cái vấn đề này đấy nè. Sao? Trời ơi, chị nhìn đi. Mà em nghĩ là mụn á, là khi mà mình dậy thì xong thì là tất cả mụn trồi lên. Xong rồi là nó thôi, nó không nấy nữa. Sao bây giờ mà tự nhiên em bị nổi hết rồi vậy? Trời ơi, mà chưa có chồng mà vậy là tiêu rồi. Ví dụ như chị nè, thấy không? Chị là mua bán à, kinh doanh online, chị đi ship hàng, chị chạy sòng sọc ở ngoài đường á thì chị bị mụn mà không nói. Thằng này em đi làm trong công ty, trong văn phòng ngồi mới lạnh sướng muốn chết mà mặt bị nổi mụn vậy làm sao? Thì bởi vậy ngồi mát như vậy mà bây giờ xì hết mụn ra ngoài rồi, bây giờ em không biết làm sao luôn, có cách nào không chị ơi? Chết em quá. Thua. Ê! Trời ơi, bởi tao nói gặp chị cái gì phải gặp xí, gặp chị thì nói cái gì hả? Giải quyết hết mọi vấn đề đây hên cho em nghe. Trời ơi, vụ gì bữa nay hên cho em đó. Đây còn cái nữa đâu rồi, đây cái sản phẩm này nha, rồi thêm cái này nữa. Cái này á là sữa rửa mặt nè, cái này là cái sữa rửa mặt Snap 25+ nha. Cưng mà sử dụng cái gel này cưng rửa mặt nha, trong này nó có thành phần là salicylic acid nè, rồi nó có vitamin C nè, rồi có hạt jojoba nè ha. Cái công dụng là rửa sạch sâu bụi bẩn, tế bào chết, duy trì một cái làn da ẩm mịn và săn chắc cho em. Thôi rửa cái này là sạch sẽ rửa hết đâu nha. Đây nè cưng, còn cái này là cái serum nha. Cái serum Acnet 25+ này á thì khi mà mình sử dụng cái serum này nè là nó sẽ giảm sưng đỏ nha, làm trắng vết thâm và cải thiện bề mặt da, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa da trên cái da mặt của em luôn. Ủa chị, mà chị sản xuất mấy cái này hả? Đâu có. Sao chị nói rành mạch, chị nói giống như là người sản xuất luôn vậy? Ủa em, trời, trên sản phẩm ta ghi rõ thông tin cho người tiêu dùng luôn mà. À, là đọc ở đây đó hả? Ừ. Trời hay quá à. Rồi tặng đó. Tặng em luôn. Tặng luôn. Hên cho em bữa nay gặp chị đó nha. Rồi lúc nào chị cũng đem cái này theo bên người vậy đó hả? Trời ơi, tôi bán hàng mà. Lần sau hết là mua nha, lần này tặng thôi đó. Ủa mà chị ơi, chị coi thử cái mụn của em nó có nặng không? Nặng. Chết rồi, nặng lắm hả chị? Nặng. Vậy thì chắc là mình phải đi bác sĩ để mình tìm hiểu xem là cái mụn này á là nguyên nhân như thế nào, rồi mình phối hợp cái này là rửa cho sạch sẽ. Bây giờ mình phải phối hợp điều trị thôi chị à. Chết rồi, cái da của em vậy em lo quá. Thôi chị ơi, đừng có lo nữa, có gì là chị sẽ hẹn bác sĩ cho em. Chị hẹn bác sĩ cho em? Ừ. Chị hẹn liền đi. Liền hẹn liền hả? Chiều nay đi, trời, chứ bây giờ để lâu là nó sinh sôi nảy nở. Liền luôn hả? Cái gì càng ngày nó càng ngày nó càng nhiều nè. Rồi để tôi gọi cho nó. Gọi cho em đi, em lo lắm á. Alo, bác sĩ ơi. Dạ thưa bác sĩ, dạ không biết sao là mặt nhỏ em của tôi á, là bây giờ nó vẫn bị mụn mà mụn nhiều. Dạ. Trong khi là nó đâu nó qua cái tuổi vậy thì rồi, nó gần 30 rồi. Nổi càng ngày càng nhiều á. Dạ, nó lý do gì vậy bác sĩ? Thì mụn trứng cá đó là một cái bệnh lý viêm nhiễm ở nang long tuyến bã, thì thường đó là xảy ra ở thanh thiếu niên, ở tuổi dậy thì. Tuy nhiên người lớn tuổi thì vẫn có khả năng là bị mụn trứng cá. Nếu như mà ở thanh thiếu niên cái mụn trứng cá thì thường nó liên quan tới bốn cái cơ chế là tăng tiết bã dầu nè, sờn hoám tuyến bã, nhiễm vi khuẩn BSNS
và tình trạng viêm. Thì ở cái người mà trên 25 tuổi rồi đó thì mụn trứng cá nó hình thành đó, là do cái mất cân bằng nội tiết. Chúng ta để ý thì trước cái chu kỳ kinh nguyệt thì mụn có thể hình thành. Thứ hai đó là do cái chế độ của chúng ta nó căng thẳng, stress, thiếu ngủ. Thứ ba là do chế độ ăn, có thể chúng ta ăn cái những cái sản phẩm quá nhiều đường, nhiều sữa như là sữa tươi hay là phô mai. Ngoài ra một cái vấn đề rất là quan trọng mà không biết chị có gặp hay không, có nghĩa là mình sử dụng các sản phẩm hoặc là những cái mỹ phẩm không phù hợp cho làn da. Cái những sản phẩm này nó có thể là chứa quá nhiều dầu hoặc là có những cái thành phần sinh dưỡng mụn thì cũng làm cho mụn nó bùng phát nặng hơn. Ủa nhưng mà em nghĩ là nếu như mà những ai mà làm việc ở môi trường tiếp xúc ánh nắng hay là ngoài trời đó bụi bặm đó thì là dễ bị mụn hơn, là tại vì công việc của em là trong phòng máy lạnh không à? Thì chị có sử dụng nhiều mỹ phẩm không, hay là mình có dùng dưỡng da nhiều quá không chị? Không, em lại không dùng, chắc là do cũng thỉnh thoảng làm sơ xương xương đó, kiểu bắt cấp nhẹ nhàng đi làm thôi. Thông thường mình ngồi phòng máy lạnh thì da mình có thể khô, và khi đó thì mình có thể mình sử dụng nhiều cái sản phẩm mà dưỡng ẩm mà nó chứa dầu thì nó vẫn có khả năng là làm cho mụn nó hình thành. Như vậy thì có những cái thành phần gì thì nó sẽ phù hợp với da mụn, trong quá trình dù mình bị mụn mình có thể sử dụng được những cái sản phẩm đó? Điều trị mụn thì nó tùy thuộc cho cái mức độ của mụn. Cụ thể như trường hợp này mình ở đây á, thì mình có thể sử dụng những cái sản phẩm thuốc thoa có chứa các thành phần như retinoid, benzoyl peroxide, acid salicylic, thì nó sẽ làm cho giảm cái tình trạng là những cái mụn đầu trắng, mụn đầu đen, và nó giảm luôn cái tình trạng mụn viêm của mình. Ngoài ra khi mà mụn nó đỡ rồi, mình có thể sử dụng các thành phần chứa vitamin C để cho làn da chúng ta nó sáng hơn, nó đều màu hơn, nó làm giảm thâm sau khi mụn. Cái tia UV của ánh nắng mặt trời nó có tác hại như thế nào đối với cái da mặt của mình, và nó có gây nên mụn không ạ? Tia UV thì nó không gây mụn, nhưng mà nó gây nhiều cái tác hại khác cho cái làn da của chúng ta. Cái tia UV thì nó gồm có 3 loại là UVA, UVB và UVC. Cái tia UVC thì nó bị cản với tầng ozone thì nó không gây tác hại cho làn da của chúng ta. Nhưng mà cái tia UVA và UVB thì nó gây ra nhiều cái tác hại, bao gồm cái tác hại cấp tính và tác hại mạng tính. Đối với tác hại cấp tính thì nó biểu hiện là bỏng da, chúng ta thấy là da chúng ta đỏ nè, nóng nè, rát. Còn tác hại mạng tính thì nó gây ra lão hóa da, nó gây ra dày sừng da, sạm da và da không có đều màu. Và một cái tác hại khá là nguy hiểm của tia UV có nghĩa là nó có khả năng gây ra ung thư da. Ủa nhưng mà cỡ mình, người lớn như mình thì nên chống nắng rồi, còn như em của em ở nhà thì có nên chống nắng không ta? Khoảng nhỏ hơn 18 tuổi. Chống nắng là một cái điều rất là cần thiết, bởi vì chúng ta sẽ giảm được cái tác hại của tia UV lên làn da của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta sẽ hạn chế ra đường từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều, đó là nơi lúc mà cái bức xạ UV nó đạt cái mức cao nhất. Thứ hai là nếu mà chúng ta phải ra đường thì chúng ta nên mà che chắn cho thật kỹ bằng cách là mặc quần dài, áo tay dài, đeo khẩu trang, đeo mắt kính và đội nón rộng vành, và sử dụng kem chống nắng là một cái điều rất là cần thiết. Cảm ơn bác sĩ. Nếu vậy thì bây giờ trường hợp của bé em thì bây giờ mặt mụn như vậy thì mình có cái cách nào để mình có thể điều trị, mình ngăn ngừa nó hả bác sĩ? Để điều trị mụn thành công thì chúng ta cần phải thay đổi cái cách mà chăm sóc da của chúng ta. Bằng cách là rửa mặt thì chúng ta sẽ rửa nhẹ nhàng thôi, và chọn những cái sản phẩm mà sữa rửa mặt dịu nhẹ có chứa thành phần là acid salicylic thì nó sẽ giúp làm giảm viêm, giảm sừng hóa trên bề mặt da và hạn chế nặng mụn, hạn chế để tay lên mặt. Bên cạnh đó thì chúng ta phải thay đổi cái chế độ sinh hoạt bằng cách là chúng ta ngủ sớm nè, hạn chế stress nè, chúng ta thay đổi chế độ ăn, ăn những cái thực phẩm mà chứa nhiều rau quả, hạn chế đường, hạn chế sữa, chúng ta cần bổ sung thêm kẽm, bổ sung thêm omega 3. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì mụn nó có dẫn đến tình trạng nám với sạm da mình không ạ? Sau khi hết mụn thì chúng ta có thể bị là tăng sắc tố sau viêm, mà nó biểu hiện là thâm mụn, nghĩa là thâm ngay tại cái vị trí mụn. Do đó mà cái điều quan trọng là khi mà chúng ta bị mụn hoặc là bất cứ cái trường hợp nào thì chúng ta cũng hạn chế mà tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời để làm giảm cái nguy cơ bị thâm mụn. Bởi vì khi mà chúng ta bị thâm mụn thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác là rất là tự ti, chúng ta không muốn tiếp xúc với những người bên ngoài. Dạ, dạ cảm ơn bác sĩ ạ. Trời, bác sĩ tư vấn nhiệt tình mà cặn kẽ. Mai mốt mà em của em mà có bị vấn đề về da hay là gì đó, em có thể quay lại để hỏi bác sĩ không ạ? Dạ không phải một mình chị, mà bất cứ ai nếu có vấn đề về da thì chị cứ alo bác sĩ nghe. Quạt đi con, quạt đi con, quạt không rùi con. Alo anh hả? Anh đang đâu, anh về anh ship hàng giùm em nè. Đơn lia lịa luôn, anh đi đâu vậy? Nha, về liền nha. Con ơi, hôm nay mẹ bán được quá nhiều, khách đặt đồ của mẹ quá nè. À,
chị, dạ hôm nay em có chuối chiên nè, bánh cam nè, bánh khoai lang nè, chị muốn ăn cái gì? À chuối chiên hả? Rồi rồi rồi, mấy cái chị? Dạ con chào cô Xuyến. Em chào chị. Trời ơi, ở chổng mà tôi nghe ngoài này điện thoại đặt hàng lia lịa. Dạ lia lịa luôn á chị, lia lịa luôn. Bây giờ em phải sắp hàng sẵn để mà ship hàng nè, nhiều lắm. Bán đắt quá trời, bán đắt luôn. Ủa nè, nhưng mà bán đắt vậy á, rồi ai đi ship? Mấy cái thứ này á là phải ship liền cho người ta, nóng hổi vừa thổi vừa ăn người ta ngon. Anh Long ship chị, em với anh Long hợp tác vì một cửa hàng chuối chiên mẹ Na càng ngày càng phát triển. Mà nói chung á, cũng phải cảm ơn chị, nhờ chị lập trang Facebook chuối chiên mẹ Na cho em, giờ em mới được vậy nè. Với cái tình hình này á hả, tôi nghĩ mai mốt á là mở công ty tới nơi luôn nha, công ty sản xuất phân phối chuối chiên. Dạ dạ trời ơi. Ê, nói đi phải nói lại à, cái này nhờ công tôi rồi nha. Dạ, em... hậu tạ tôi chứ. Dạ, trời ơi chị ơi, em chị không phải nhắc, em đang chuẩn bị em sắp hàng xong đây là em sắp cho chị luôn nè. Em hậu tạ chị nè, bây giờ chị muốn ăn cái gì? Ăn cái gì em cũng có. Chuối chiên nữa nha. Thôi trời, chuối chiên để dành bán đi. Trời ơi, từ bữa tới nay chuối chiên nó còn chưa tiêu nữa nè. Trời ơi, phải khỏi khỏi, cảm ơn nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi em mẹ ơi chị... con mắt. Ồ, mắt gì con? Mắt gì cũng phải đợi mẹ. Mẹ sắp hàng, mẹ giải quyết cái đống chuối này xong á, mẹ sẽ giải quyết cho con. Mắt gì cũng phải nhịn nha. Nha. Rồi, bây giờ quạt cho mẹ đi, quạt tiếp đi. Trời ơi, bữa nay á mẹ nổ đơn nhiều quá, mẹ vui quá con ơi. Mẹ ơi con mắt. Ôi mắt cái gì, mắt cái gì cũng phải đợi mẹ. Mẹ giải quyết xong cái đống chuối này là mẹ sẽ giải quyết cho con nha. Nhưng mà con mắt nhiều lắm mẹ ơi. Con sắp ra quần rồi. Ủa tức nữa hả? Tức một răng từ hôm qua tới giờ mà cũng chưa hết á. Đi, mẹ dẫn đi thay đồ. Con thấy thoải mái không? Dạ. Mẹ biết là con đóng biển này là con cũng hơi nực á, nhưng mà chịu khó hơn xíu. Để mai mốt hết đi rồi là khỏe nha. Dạ. Giờ mẹ đi giục cái này chút nha. Mẹ ơi con đói. Con đói hả? Đâu? Dạ. Mà để mẹ nói nè. Ôi trời ơi, con gái của mẹ biết á, là bây giờ là con đói vì là con đang mọc răng nên là đi tước, cho nên là bây giờ con chịu khó đợi mẹ một xíu, mẹ ra mẹ bán chuối cho nó hết, xong rồi mẹ dẫn con đi ăn nha. Dạ. Con chịu khó một xíu, đang tước cho nên là phải đóng bỉm, nó hơi nực. Mai mốt mà hết tước, răng nó mọc xong rồi á là thoải mái liền à ha. Dạ. Ừ. Thương quá. Thôi đi ra phụ mẹ nha. Mang dép vô con, mang dép vô. Nhanh. Mấy bữa nay mẹ bán được lắm. Nè. Trời ơi. Cứ tưởng khách ở Bình Thạnh nó gần. Ai nhờ nhà khó tìm muốn chết luôn vậy đó. Nhà mấy chục cái xẹt. Hỏi 4-5 người mới ra được. Rồi. Chưa từng thấy luôn. Cái gì là em thăng thêm tiền ship cho anh? Tặng thêm cái bánh được không? Trời ơi, vô tư luôn. Đây nè, bây giờ là anh mang qua bên quận nhất á, anh ship cái bịch này cho em nha. Rồi. Rồi cái này là phần của anh. Đó. Trời ơi, trời nắng nóng. Có cái này lót dạ cũng đỡ quá hen. Dạ. Mẹ ơi, con làm mất đi nữa rồi. Ủa, mẹ đóng bỉm cho con rồi mà. Trời ơi, Mai ơi. Dạ. Con bé nó lớn vậy rồi mà còn đóng bỉm cho nó kỳ vậy? Em cũng biết là kỳ, nhưng mà hả, tại em bận quá. Một chút đi thay, em không có thời gian. Thế là hả, em mặc vậy xong thay lần luôn. Ủa mà nó bị gì mà thay hoài vậy? À, nó bị tước mọc răng qua này anh. Cái gì? Dạ, tước mọc răng. Trời ơi, con gái, qua đây chú coi cái coi. Nào, nhẹ răng ra coi. Trời ơi. Dạ. Cô ơi, cô hay quá hả? Dạ. Con nít bình thường 4 tuổi rưỡi, 5 tuổi bây giờ á là nó phải là rụng răng, thai răng. Chứ làm gì mà còn cái gì mà tước mọc răng đâu nữa. Ủa vậy mà... hả? Cái tuổi này là tuổi thay răng, chứ đâu phải là tuổi mọc răng đâu. Cô bị vậy rồi, mấy ngày rồi. Từ qua nay rồi đó anh. Qua nay hả? Vậy có sao không anh? Thì ai biết có sao không, nhưng mà thấy vậy là không ổn rồi nè. Mẹ ơi con đau quá. Sao anh? Gọi bác sĩ đi. Chú biết rồi. Rồi mẹ hiểu, Đau phải không? Rồi con được rồi, từ con. Alo, bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, bác sĩ chỉ cho em cách để phân biệt giữa tước và tiêu chảy ở trẻ nhỏ với lại trẻ trên 3 tuổi giùm em với ạ. Ừ.
ông bà ta thường hay nói cái câu là tướng mọc răng đúng không nè? Đối với hiện tượng tướng mọc răng á, là do mỗi lần mà bé nó bị mọc răng thì em thấy là cái nước bọt của bé nó tăng tiết rất là nhiều đúng không? Thì khi mà nước bọt tăng tiết nhiều như vậy á, cháu nó nuốt vô thì sẽ có một số chất nó làm tăng kích thích cái nhu động ruột. Khi mà nhu động ruột tăng kích thích thì nó sẽ đi cầu nhiều lần, mình gọi là hiện tượng tức. Còn tiêu chảy cấp là một bệnh. Nên thành ra hai cái hiện tượng thì nó khác biệt nhau hoàn toàn. Tước thì sinh lý, trẻ vẫn vui chơi như bình thường, không có sốt, không đau bụng, không nôn ói, ăn uống ngủ nghỉ vui chơi như bình thường. Chỉ là có số lần cháu nó đi nhiều thôi. Và cháu nó vẫn vui chơi em ha, không khó chịu gì hết. Còn hiện tượng tiêu chảy là do bệnh. Thì trong đợt bệnh cháu nó có thể có sốt, nó có thể có đau bụng, nó có thể có nôn ói, tính chất phân của bé nó có thể thay đổi. Nó lại có thể là chua nè, em có thể thấy nhầy, có thể thấy máu hoặc là nước không luôn. Ha. Một cái là bệnh, một cái là hiện tượng sinh lý bình thường là do hiện tượng tăng nhu động ruột. Nên hai cái này hoàn toàn khác nhau. Bác sĩ cho em hỏi thêm nữa là em thấy là bệnh tiêu chảy cấp á, là do vi khuẩn trong đường ruột hoặc là do cái lượng thức ăn của mình đưa vào nó không đảm bảo, thì em không biết là cái cách mà mình lựa chọn thực phẩm an toàn thì có phải là một cách mà phòng tránh bệnh tiêu chảy cấp không thưa bác sĩ? Chị cũng nói thêm với em về cái căn bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ đó. Nó là một cái triệu chứng thôi, một triệu chứng của rất là nhiều loại bệnh khác nhau. Tiêu chảy cấp có thể là nằm ở trong cái hội chứng viêm dạ dày ruột cấp tính do siêu vi. Có nghĩa là tiêu chảy cấp này do siêu vi chứ không phải là con vi trùng vi khuẩn. Cái bệnh này nó gặp nhiều hơn đối với trẻ em. Nó có thể chiếm đến 80% là tiêu chảy cấp do siêu vi. Cháu nó sẽ có hiện tượng nôn ói rồi lại tiêu chảy, và có thể tự giới hạn bệnh trong vòng 7 ngày cho đến 10 ngày là tự hết. Và trong quá trình chăm sóc bệnh mình chỉ có điều trị triệu chứng thôi. Ví dụ như là hạ sốt, cung cấp thêm nước để cháu nó không bị mất nước, ăn uống từng chút một để cháu nó dễ chịu hơn, và đặc biệt là không gây nguy hiểm đối với trẻ. Còn cái tiêu chảy mà do vi khuẩn, vi trùng á, thì người ta dùng cái từ là nhiễm trùng đường ruột. Là nguy hiểm hơn. Đúng rồi, nhiễm trùng đường ruột này, cái vi trùng này nó có thể từ cái thức ăn bị hư hỏng. Thì người ta gọi cái từ là ngộ độc thực phẩm. Do đó nhiễm trùng đường ruột hay là nguyên nhân sâu xa hơn đó là ngộ độc thực phẩm đó, thì nó sẽ làm biểu hiện nhiễm trùng của cháu rất rõ ràng. Có thể sốt, nôn ói liên tục, tiêu chảy, và đặc biệt tính chất phân có thể có máu, có nhầy. Và đặc biệt cái này là sốt nhiễm khuẩn, nên thành ra là các bác sĩ phải điều trị đặc hiệu bằng thuốc kháng sinh. Thì bé nó mới cắt được, giết được cái con vi trùng gây bệnh, và bệnh mới từ từ thoái lui. Và đặc biệt là cái nhóm bệnh này nè, tiêu chảy nhiễm trùng nè, ngộ độc thực phẩm nè, là nguy hiểm, rất nguy hiểm đến tính mạng. Vậy là mình phải lựa chọn thực phẩm cho nó kỹ càng hả? Đúng rồi, không chỉ là cho trẻ con không em ha, mà cho cả gia đình mình, nguồn thực phẩm rõ ràng, tươi sống, không nhiễm khuẩn, đó là tốt nhất. Và em phải nhớ một điều nữa, nhiều khi cái nguồn thực phẩm của mình là tốt, mình lựa chọn tốt, nhưng mà cái đôi bàn tay mình nhiễm khuẩn trong quá trình mình chế biến thức ăn hoặc là chăm sóc trẻ cho trẻ ăn, thì mình vô tình mình lại lây nhiễm cho trẻ. Do đó là việc rửa tay trong quá trình chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi cho trẻ ăn là điều vô cùng quan trọng để bà bảo vệ trẻ chống lại căn bệnh tiêu chảy nhiễm trùng. Nhưng tiêu chảy cấp do siêu vi vẫn là thường gặp nhất đối với trẻ con. Bác sĩ cho em hỏi là trẻ mà nếu mà đau bụng mà đi ngoài 2 lần một ngày thì như vậy có gọi là nguy hiểm không ạ? Cái nguy hiểm của tiêu chảy đó, nó không đánh giá vào số lần đi cầu. Mà có nhiều trẻ chỉ đi một lần thôi mà có thể nặng. Cái dấu hiệu nguy hiểm nhất của tiêu chảy cấp là dấu hiệu mất nước. Khi mà cái lượng phân, lượng nước ở trong đường ruột của cháu nó xà ra nhiều quá, làm cho thể tích máu, thể tích tuần hoàn, thể tích nước ở trong cơ thể của cháu bị thiếu hụt một cách quá đột ngột, chưa có huy động lại kịp, là cháu nó có thể vô tình trạng sốc nặng. Thì cái biến chứng nguy hiểm nhất của tiêu chảy cấp đó là dấu hiệu mất nước. Dù cháu có đi 1 lần, 2 lần, 5 lần, 10 lần gì cũng vậy, nếu mà có dấu hiệu mất nước là nguy hiểm. Bởi vì có một số trẻ đi mười mấy lần nhưng mà nó lại lượng ít em ha. Thì nếu mà bé Na nhà mình có một trong những dấu hiệu sau đây để chỉ điểm đó là biến chứng nặng mất nước của tiêu chảy, là mẹ bé Na phải cho bé Na lên bệnh viện gấp. Thứ nhất,
đó là bé Na tiểu ít. Rồi bé Na nôn ói liên tục, không thể nào mà uống được nước bù. Bé Na rất khát nước nhưng mà lại không uống được. Đến cái giai đoạn mà mệt quá là bé Na ly bì, lừ đừ, mắt khô hốc lên em ha. Giống hai như cái, có hai cái khóa hởm xuống, gọi là dấu hiệu mắt trũng. Khóc gào, khóc bứt rứt, bứt bối dữ lắm em ha. Mà không có một giọt nước mắt nào chảy ra hết. Môi khô rang luôn em ha. Và đồng thời là bé Na rất là bứt rứt hoặc là rất là ly bì, mệt mỏi. Tính chất phân nếu mà có máu, có nhầy cũng là nguy hiểm luôn. Và đặc biệt nếu mà bất kỳ khi nào mà em thấy lo lắng, em thấy con mình nó kỳ kỳ lạ lạ thì em cũng vẫn phải cho cháu đến bệnh viện. Dạ bác, cái bệnh này nó nguy hiểm như vậy thì nguy hiểm nhất là có dẫn đến tử vong không hả bác? Có em, hồi trước đây đó, hai căn bệnh mà nguy hiểm nhất mà có tỷ lệ tử vong cao nhất trên toàn thế giới được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, đó là bệnh viêm phổi và tiêu chảy ở trẻ em. Đó nên thành ra bệnh tiêu chảy này có thể dẫn đến tử vong. Nhưng mình có thể phòng tránh được bằng cách là cho trẻ bù nước phù hợp. Và cảnh báo cảm giác cực độ, nếu trẻ có một trong những cái dấu hiệu mà chị đã nói với mẹ Na đó thì là phải cho cháu đến bệnh viện ngay. Bởi vì cháu đang có dấu hiệu mất nước, cần phải bù nhanh bằng đường tĩnh mạch hoặc là có sự hỗ trợ chăm sóc y tế. Dạ bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi thêm vấn đề này nữa, đó là cái dịch tiêu chảy cấp này thì nó có phát triển thành một cái dịch bệnh không ạ bác sĩ? Hai cái đường mà lây lan mà nguy hiểm nhất và có thể tạo thành dịch, thứ nhất là lây lan qua đường hô hấp, thứ hai là lây lan qua đường tiêu hóa. Thì tiêu chảy cấp là một bệnh lý lây lan qua đường tiêu hóa. Nó có thể lây lan trực tiếp mà là dịch phân có virus bệnh lây qua đồ ăn, hoặc là có thể lây lan qua đường gián tiếp, qua những cái nguồn thực phẩm, thức ăn bị nhiễm khuẩn em ha. Hoặc là những cái dịch ví dụ như bé nó tè ở trong sàn rồi mình lau, mình vệ sinh không kỹ, nó dính vào đồ chơi là đồ chơi đó bạn ngậm vô miệng ha, thì nó có thể làm cho bé bị tiêu chảy. Bác sĩ cho em hỏi thêm nữa là cái thời điểm nào thì cái dịch này nó sẽ bùng phát thưa bác sĩ? Thông thường á thì người ta thấy rằng là cái mùa mà chuyển mùa nè, mùa này nè ha, thì nó sẽ dễ bùng phát nên cái bệnh tiêu chảy cấp do siêu vi. Mùa mà đang nắng nóng mà chuyển qua mưa mùa hè nè là mấy bạn siêu vi các bạn đi chơi dữ lắm. Mình có cái cách nào để mình phòng tránh cái dịch này không thưa bác sĩ? Cũng giống như các bệnh lý lây lan khác em ha, thì cái việc mà rửa tay, vệ sinh khi mà chế biến thực phẩm, thức ăn khi mà mình ăn ha, và đặc biệt chăm sóc bé và đặc biệt là giữ gìn đôi bàn tay của bé nhỏ sạch sẽ, tránh giúp cho bé bỏ đi những cái thói quen xấu ví dụ như ngậm tay, ngậm đồ chơi em ha, thì nó sẽ làm giảm cái việc mà cháu có nguy cơ tiếp xúc với virus bệnh ha. Và nâng cao cái hệ đề kháng của con bằng những cái chế độ ăn phù hợp, dinh dưỡng, ăn uống ngủ nghỉ tốt nha. Và một điều cuối cùng, giống như tất cả các bệnh lý khác á, thì tiêu chảy do virus, mà đặc biệt là rotavirus á, thì hiện tại đã có vaccine phòng ngừa em nha. Mình đối với những bé nhỏ mới sinh ra đời đó thì 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng là mình cho bé uống ngừa rotavirus nha. Đối với những trẻ nhỏ, còn đối với trẻ lớn hơn á, thì không có, như là đề kháng của cháu nó tốt hơn rồi thì cái khả năng mà mắc cái rotavirus của cháu á, nó sẽ tốt hơn nên thành ra nó không có bị nặng hơn. Đối với trẻ nhỏ thì mình nên cho trẻ đi tiêm uống ngừa rotavirus. Và cái rota đó là mình uống ngừa mỗi năm một lần đúng không ạ? Không, cái này chỉ là một lần duy nhất và có khả năng bảo vệ trẻ cho đến 5 tuổi. Dạ em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nhờ bác sĩ tư vấn mà từ nãy giờ em học được rất là nhiều kinh nghiệm về các cái bệnh lý của trẻ em. Vậy thì em mong là sau này mà ví dụ như người thân của em hoặc là bạn bè của em hoặc là hàng xóm của em ai đó mà cần tư vấn thì em có thể nhờ bác sĩ tư vấn giúp em về các bệnh lý của trẻ nhỏ được không ạ? Bất cứ khi nào chúng ta có thắc mắc về vấn đề sức khỏe đối với trẻ con thì hãy cứ alo bác sĩ nghe. Trời ơi, rau sạch bà con ơi. Sao mà còn sâu là rau sạch, cái ăn hết không có bỏ gì hết trơn nha, khỏi lặt luôn. Bà sĩ ơi, trời ơi, làm hết hồn à. Ôi, cô nói gì mà thơm vậy? Trời, đồ ăn nấu cho chó đó con. Cô nấu cho chó, cô nêm nếm kỹ vậy. Chó ăn được rồi, người ăn nữa, con cứ miếng đi. Con thấy không, cô rạng rỡ lên liền, cô sang lên liền. Trời ơi, con là cũng am hiểu thời trang lắm á, mà con không biết là cái con Facebook này nha. Trời ơi. Anh thôi đi, anh trẻ đi em. Sạch luôn, không có một miếng gà. Đẹp gái rồi nha.
chưa, con nói rồi, hiệu quả chỉ sau một tuần sử dụng. Con cảm ơn cô ạ. Yes. Vậy là nhờ siêu sân từ nay con sẽ không bị bạo hành nữa. Bạo hành.